sam hương Đài Loan, ngoài dòng Đài Loan nha, ngoài dòng Indo. Cái này được 50 hoành, cốt nạc được 50 hoành, chiều cao khoảng 45, chiều cao khoảng 50 luôn các bạn ơi. Mấy cái bắp này cũng bự, mới dứt nghiệp. Trên nó có cái sẹo nha, chắc không phải đang nuôi. Mặt sau đẹp, mặt sau đẹp không, sao có đế nhìn nó mượt mặt trước không? Mới giật cốt rồi bán cho anh em về nuôi thêm, nuôi tiếp. Cái này không gửi chậu nha các bạn, bó bầu lại, còn cái bầu nè, bó bầu lại. 50 hoành, chiều cao 50 luôn. Cốt này khoảng 19 này. Bắp này được 19 này. Trong chắc được 20. Sẹo ngọn, sẹo đang túm lắm. Thôi sam hương nha các bạn. Ai mà chơi sam hương thì chơi phôi, cái phôi này cũng đẹp, lắc già cây. Sam hương Đài Loan. Chạy lên nó cũng chưa liền hết nha bạn, nó tấm tấm rồi chứ chưa liền hết. Mấy sẹo chạy ngọn nó cũng chưa liền hết. Sam hương.